ta tận dụng được quả đá phạt trực tiếp vô cùng quý giá này, và để chắc trừ nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đồng đội dọn tiếp để đảm bảo vị trí xuất phạt được tốt nhất. Có ai đá? Thank you.
không quân đều đã khóc rất nhiều rồi. Các cầu thủ của chúng ta đã gục trên sân. Những cầu thủ và đoàn kết của đội bóng thủ đô sau trận chịu ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý thi đấu của họ, thì bây giờ là lúc mà các cầu thủ Hà Nội đã vượt lên tỷ số là 1-0 từ một pha vô địch. Vũ Quang Thái vẫn là góc sút đó, và lần này thì là một tình huống ăn mừng đơn giản hơn khá nhiều. Chiếc bằng đội trưởng được trao lại, và đây là cho Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải thì nhường nó cho Phan Văn Đức, nhưng người đàn em đã quyết định là Quế Ngọc Hải sẽ là người đeo chiếc bằng đội trưởng này.
đầy khó khăn nhưng đầy quả cảm, quyết tâm để cuối cùng có được thành quả, chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Romani đã chơi xuất sắc ở trong cả hai lượt trận playoff của Busan để giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Liban. Trận đấu lượt về kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả vừa đủ để cho đội tuyển Busan Việt Nam.